Ok, hello, xin chào mọi người. Để tạo dựng cho mọi người một cái cộng đồng game hùng mạnh thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái địa điểm để mọi người có thể tìm mua app và đăng bán app game, giao bán app game một cách nhanh nhất, hỗ trợ mọi người tận răng luôn. Đầu tiên mọi người tìm giúp mình trên Google Shop Monsu. Chỉ cần như thế này thôi. Hoặc có thể thêm .com cho chắc chắc chắn. Sau đó truy cập vào shop. Tại đây thì các bạn có thể tìm mua những cái app game mà các bạn mong muốn. Hiện tại bây giờ mình đã bắt đầu mở bán những app game của tựa game Thiếu Niên Ba Quy rồi, nên là anh em có thể lên shop app của mình để tìm mua app game của Thiếu Niên Ba Quy nhá. Và ngoài ra nếu anh em muốn đăng bán app trên shop app của mình thì hãy liên hệ với mình. Hiện tại bây giờ mình đang miễn phí đăng bán app cho 10 app đầu tiên đăng trên shop, anh em cứ thoải mái và tẹt bô đây. Rồi, đối với những anh em nào muốn bán app thì ở trên thanh công cụ mọi người vào phần Thiếu Niên Ba Quy giúp mình. Đấy, ở đây nó sẽ lọc vào những cái app hiện tại trên shop mình đang bán. Và những anh em nào muốn đăng app lên shop app của mình thì cứ liên hệ mình sẽ đăng bán app cho các bạn. Không cần phải đưa app, chỉ cần đưa ảnh và giá tiền thôi, mình đã đăng cho các bạn, hỗ trợ các bạn bán app một cách nhanh nhất. Ok. Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Musu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một con tướng mà anh em vote khá là nhiều và yêu cầu mình làm nó cũng khá là nhiều luôn. Chính là Tào Tháo. Đấy. Đã làm Chu Du, đã làm Lữ Bố rồi thì chắc chắn là con Tào Tháo sẽ là con tướng mà mình sẽ phải làm cho mọi người. Đây là một vị tướng của Ngụy Quốc, một vị tướng rất là quan trọng của Ngụy Quốc luôn. Đấy, nó không phải là tướng gây sát thương khủng khiếp chủ chốt như kiểu là Lữ Bố hay là Chu Du, nhưng mà vị trí của nó thì lại quan trọng, thuộc vào dạng, có lẽ là mình phải nói là thuộc vào dạng bậc nhất trong dàn kim tướng chứ không phải là tướng tam chính. Đấy, nó có sức hút đến cái mức mà khi mà top người ta build Liên Hợp Quốc ấy, build tin tin kiểu lộn xộn đấy, thì đa phần rất nhiều người lựa chọn Tào Tháo trong team của họ mặc dù họ không có chơi team Ngụy. Đấy, thì anh em biết là cái kỹ năng của nó bá như thế nào để mà nó từ một vị tướng mà có lượng sát thương không phải là quá ghê gớm mà nó lại đứng ở trong cái hàng ngũ của các team như vậy. Thì hôm nay mình sẽ làm rõ con tướng này cho mọi người, một vị tướng rất là mạnh của team Ngụy luôn, tư chất 19 đấy. Kỹ năng nó đâu nhỉ? Đây đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ kỹ năng thường của nó. Kỹ năng thường của Tào Tháo nó sẽ gây ra 56% sát thương phép lên toàn bộ tướng địch. Đây cũng là một vị tướng gây sát thương AOE giống kiểu như Chu Du, và gần như toàn bộ các chỉ số của nó đều như Chu Du hết đấy. Và nếu như mục tiêu đang bị đang 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 trong cái trạng thái đóng băng ấy thì nó sẽ có, thì cái đòn đánh thường của nó ấy, khi mà gây vào con tướng mà đang bị đóng băng ấy, nó sẽ phá giải cái đóng băng đó. Đấy, anh em nghe thì có vẻ là nó sai sai và định mệnh, tại sao định mệnh thanh 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 niên lại đi giúp tướng địch phá giải khống chế à? Nó lại phải như vậy các bạn ạ. Nó nếu nếu như mà nó quá nó kiểu như mà nó không có kỹ năng này thì con tướng này nó lại quá mạnh, nó kiểu như nó bá đạo quá rồi đấy. Nếu như không có cái bộ kỹ năng này của cái kỹ năng phá giải cái hiệu ứng khống chế của chính bản thân nó thì nó quá là ghê gớm, thật sự là kiểu như nó OP quá ấy. Nên là nhà phát hành đã để cho nó một cái một một cái tip nhỏ, đó chính là nếu như mà con tướng mà đang bị đóng băng và nó công thường vào ấy, thì nó sẽ phá giải đóng băng cho con tướng đó, và con tướng kia phải chịu thêm sát thương. Đấy, nói chung là phải nhận thêm một lượng sát thương rất là lớn đến từ Tào Tháo đấy, và sát thương bao nhiêu đến tí nữa các bạn sẽ được đọc. Đấy, tiếp theo là kỹ năng nộ của nó nhá. Nộ của nó con này, con Tào Tháo này nó 6 sao nên phải đọc kỹ năng ở đây cho nó chuẩn. Kỹ năng nộ của nó này, nó sẽ gây ra 151% sát thương phép lên toàn team địch, có 35% xác suất khiến cho team địch rơi vào trạng thái bị đóng băng. Đấy, nghe xác suất đóng băng của nó là 35%. Đấy, sao cho đóng băng là 35% và nó có thể đóng băng toàn toàn team địch nếu như hên. Nếu như hên có thể đóng đóng băng toàn team địch luôn. Đấy, đồng thời sẽ giảm 15% sát thương của toàn bộ team địch trong vòng 2 hiệp. Giảm thương của team địch nhá. Cái hiệu ứng đóng băng này, hiệu khi mà dính hiệu đóng băng ấy, thì sẽ không thể hành động. Đấy, không thể nộ, không thể công thường, không thể làm gì hết. Đấy, và sẽ phải chịu đựng đóng băng trong vòng 2 hiệp, một hiệu ứng khống chế kéo dài 2 hiệp. Hiệu ứng không chế cứng kéo dài trong vòng 2 hiệp thì mọi người biết là nó thực sự nó khủng khiếp như thế nào. Các bạn cứ thử tưởng tượng bây giờ trong một trận PK mà mạnh, mà
mảy may nó đen một chút đi. Ôn tim bạn, ôn toàn bộ tim của bạn bị đóng băng trong vòng 2 hiệp. Chỉ đứng nhìn nó, đứng nhìn tim kia nó băng thôi thì các bạn sẽ thấy nó khủng khiếp như nào, một sự ám ảnh cực kỳ lớn luôn. Kể cả là không phải là toàn tim đâu, mà chỉ cần ba con trong tim bạn bị đóng băng thôi là nó là cả một cái vấn đề để nói rồi. Có khi là một con bị đóng băng thôi là cũng là cả một câu chuyện rất là to rồi đấy, nó rất là tởm luôn, kéo dài trong vòng 2 hiệp. Ngoài ra thì đòn đánh thường sẽ phá giải đóng băng này và gây thêm 10% sát thương, gây thêm 10% 10% sát thương theo HP tối đa của mục tiêu đấy, nó sẽ gây thêm 10% sát thương nữa đấy. Cái này nó sẽ tăng theo sao ấy, nên là đó là cái lý do vì sao mà cái hiệu ứng nộ ở cái hiệu ứng công thường của nó, nhà phát hành không để chỉ đích là nó sẽ gây ra bao nhiêu phần trăm nếu như mà nó đã phá giải đóng băng đấy, là bởi vì nó ăn 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 theo sao của con tướng nữa đấy. Ngoài ra thì ngoài gây sát thương theo HP tối đa thì nó còn bỏ qua phòng cái lần gây sát sát thương đấy, nó sẽ bỏ qua phòng thủ và sẽ không được quá 300% tấn công của bản thân của Tào Tháo. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi vào, đây là kỹ năng của 6 sao mẹ rồi, chúng ta sẽ đi vào sao của tướng đi. Đấy, sao của tướng đi. Kỹ năng sao đầu tiên thì nó sẽ tăng cái hệ số sát thương kỹ năng lên là 158, bởi vì cái công nộ của nó lúc đầu chỉ là 151 thôi. Đấy, chúng ta có tỷ lệ chống đỡ 15% này. Đấy, thủ cộng 400 và thủ cho team ngụy và main sẽ là 16.000. Đấy. Hai sao nó sẽ tăng hệ số sát thương kỹ năng lên 166% sát thương kỹ năng này. Đấy. Giảm sát thương 20%, giảm sát thương 20%. Tấn công cộng 32.000 và tấn công cho team ngụy và main sẽ là 128.000. Đấy. 3 sao sẽ là hệ số sát thương kỹ năng sẽ tăng lên là 174 này. Chính xác sẽ là 25%. Đấy. Phòng thủ sẽ là 13.000 và phòng thủ cho toàn team cũng như cho toàn bộ team ngụy, tướng ngụy cũng như là main sẽ là 52.000. Đấy. 4 sao thì nó sẽ bắt đầu thay đổi kỹ năng của nó này. Đấy, nó sẽ gây ra 183% sát thương phép lên toàn bộ tướng địch. Tỷ lệ đóng băng sẽ tăng lên là 40%. Đấy, cho toàn bộ team địch này, tăng tỷ lệ lên là 40% này. Và ngoài ra nó còn chắc chắn sẽ khiến một mục tiêu rơi vào trạng thái đóng băng như chỉ trong vòng 2 hiệp. Giảm 25% sát thương của toàn bộ team địch trong vòng 2 hiệp. Đấy. Có nghĩa là từ 4 sao đổ lên ấy, nó sẽ ăn chắc mặc bền hơn với hiệu ứng khống chế. Ngoài gây hiệu ứng khống chế là 40% tỷ lệ khiến cho tướng địch bị rơi vào trạng thái đóng băng ra, thì nó sẽ có thêm một cái nội tại nữa, đó là chắc chắn sẽ phải khiến một con trong tướng địch, ngẫu nhiên trong tướng địch dính vào trạng thái đóng băng. Và nếu như thật thật sự là mình cũng không rõ lắm là nếu như mà toàn toàn bộ team địch mà bị đóng băng rồi thì nó vẫn gây hiệu ứng là bình thường. Nhưng mà nếu như team địch bị đóng băng ít hơn là 6 con thì cái lần khống chế ngẫu nhiên này mình nghĩ là nó có lựa chọn vào cái con mà không bị hay không, hay là nó sẽ lựa chọn mặc định, nghĩa là con bị đóng băng rồi nó vẫn có thể gây hiệu ứng lên người con đóng băng đó, thì nó kiểu nó hơi phí. Đấy, bởi vì cái trạng thái ngẫu nhiên của cái nội tại này nó có thể là ngẫu nhiên đối với là khi mà một team địch bị dính có hai con đóng băng thôi, thế là nó ngẫu nhiên một trong bốn con còn lại hay kiểu vậy. Nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là nó sẽ rơi vào cái trường hợp đầu tiên, có nghĩa là nó vẫn có thể chắc chắn đóng băng nhưng vẫn có thể đóng băng một con tướng đã bị đóng băng rồi. Đấy. Rồi, giảm 25% sát thương của toàn bộ team địch trong 2 hiệp này. Nếu đóng băng thì không thể hành động này, duy trì trong vòng 2 hiệp này. Toàn đánh thường sẽ phá đóng băng mà gây thêm 15% sát thương cho theo HP tối đa của mục tiêu này. Bỏ qua phòng thủ và không không quá 450% sát thương, à không quá 450 tấn công của bản thân tàu của con tàu Tháo. Còn Thiên Phú ấy thì tấn công nó sẽ cộng lên 74.000. Tấn công cho toàn team ngụy và main sẽ là 296.000. Đấy. Với 5 sao, hệ số sát thương kỹ năng sẽ tăng lên là 192%. Đấy, thiên phú của nó là tăng sát thương 35%. Đấy, HP cộng lên là 180 vạn. HP cho team ngụy và main sẽ là 720 vạn. Với 6 sao thì hệ số sát thương kỹ năng sẽ là 220. Đấy,
Tỷ lệ 40% này là 40% sát thương, như là sát thương thì chí mạng rồi đấy, sát thương thì phải. Đấy. Thủ sẽ cộng 31.500, thủ cho team ngụy và main sẽ là 126.000. Còn với 7 sao, 7 sao thì nó không khác gì kỹ năng 4 sao hết. Đấy, nó sẽ gây ra 221%, này nghĩa là hệ số sát thương kỹ năng của nó tăng lên là 221. Tỷ lệ choáng của nó sẽ tăng lên là 45%, tỷ lệ choáng 45%. Và lần này nó sẽ, và 7 sao nó sẽ chắc chắn gây đóng băng cho hai mục tiêu ngẫu nhiên trong vòng 2 hiệp. Đấy. Và nó sẽ giảm 35% sát thương của toàn team. Còn hiệu ứng đóng băng thì nó cũng tương tự. Đấy, được cái là cái đòn phá băng ấy, cái đòn phá băng của nó thì gây thêm sát thương là 20% sát thương theo HP tối đa của mục tiêu, và lần này sẽ không vượt quá 600% tấn công của bản thân của Tào Tháo. Đấy. Đấy, chứ còn nó cũng không khác gì nhiều, chỉ khác là tỷ lệ 45% tăng này, hệ số sát thương tăng này. Đấy, gây thêm cho hai con này. Đấy. Giảm sát thương 35% này. Đấy. Thêm sát thương ở trong cái phá băng này. Đấy. Còn với Thiên Phú thì HP sẽ cộng 330 vạn. HP của tướng Ngụy và main sẽ là 140 1440 vạn. Đấy, đấy là toàn bộ về con Tào Tháo. Duyên. Chúng ta sẽ có một duyên với Điển Vy tăng HP 30%. Một duyên với Hạ Hầu Uyên tăng HP tiếp 25%. Một duyên với Trương Hợp và Trương Liêu sẽ tăng tấn công 15% và HP 15%. Một duyên với Tuấn Úc sẽ tăng tấn công 30%. Tào Tháo duyên với Sách tăng tấn công 12%, và một bộ duyên với trang bị đó là giáp. Đấy. Thì nó sẽ lần lượt là tăng 10% với giáp đỏ. Đổ kim sẽ là 15%. Tử kim sẽ là 20%. Ngoài ra Tào Tháo có một cái hợp kích với con Quan Vũ nữa. Tào Tháo có một hợp kích với Quan Vũ. À, hợp kích nhà mình đã sâu cho mọi người. Sâu cho mọi người nhìn luôn. Rồi, hợp kích của nó đây. Đấy. Còn kỹ năng của Tào Tháo thì mọi người cũng có thể xem ở đây, xem ở trong cái chính cái demo của game luôn, nhưng mà nó là 6 sao ấy. Nha, tôi nghĩ nó cũng nó 6 không, cái demo là demo 7 sao. Đấy, demo 7 sao đi. Đấy, anh em nhìn nhá. Anh em nhìn kỹ này. Cái chữ đóng băng nó chữ màu xanh này, thấy không? Đấy. Sau khi mà nó đóng băng thì hai con slot này sẽ bị thêm một lần đóng băng nữa. Đấy, thấy không? Hai con slot cuối này. Đấy, đấy, em thấy không? Đấy, đó là cái hiệu ứng đóng băng ngẫu nhiên của con tướng này khi gây ra với tướng 7 sao. 7 7 sao thì nó thật sự rất là khủng khiếp luôn rồi. Đấy. Xem nào. Tào Tháo này chưa chưa lên được 7 sao, mới có 6 sao thôi. Mình sẽ xếp vào đội hình một chút cho đây Tào Tháo lên đầu luôn. Tất nhiên rồi, một con tướng đóng băng thì vị trí slot đầu là vị trí hiển nhiên với nó rồi, đúng không nào? Rồi, có luôn boss nên chúng ta thoải mái test luôn. Đây mình sẽ đánh boss cho mọi người nhìn. Boss 4 à? Boss 4 thì hơi căng nhỉ. Thật sự mà nói thì có định mệnh cái quả đấy có để ý thấy là nó đóng băng con nào không nhỉ? nó đóng băng thêm con nào không ấy? Thật sự mà nói là cái tỷ lệ mà 45% hay là 40% đến từ Tào Tháo hay kể cả 35% đến từ Tào Tháo ấy, tỷ lệ của nó có vẻ như là thấp, có vẻ như là thấp, nhưng thực sự không hề thấp một chút nào, mình khẳng định với mọi người luôn. Anh em nào mà đã chơi 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 đấy, nó phá giải đóng băng ấy, anh em thấy không? Đấy, nên là nó cũng hơi toang một chút là bởi vì đóng băng của nó mặc dù là hai hiệp nhưng mà thật sự là Tào Tháo nó sát thương AOE, mà nó sát thương AOE nên là nó gần như là nó phá giải luôn, nó phá giải luôn hiệu ứng đóng băng luôn đấy. Nếu như anh em nào chơi OMG3Q rồi thì chắc chắn sẽ biết đến con Lữ Bố, mặc dù là một con tướng sát thương AOE như thế này ấy, tỷ lệ choáng nó có vẻ thấp nhưng mà thật sự của nó là một trong những con tướng có tỷ lệ choáng rất là cao, nghĩa là tỷ lệ thì thấp nhưng mà trong thực chiến ấy,
nó choáng rất là chuẩn luôn, nó choáng rất là ghê. Và Tào Tháo cũng là con y hệt như vậy, Tào Tháo cũng là một con tướng y hệt như vậy luôn. Đấy, nhìn thì có vẻ là nó yếu đuối, tỷ lệ của nó thấp, nhưng mà trong thực chiến thì tỷ lệ đóng băng nó rất là cao luôn. Nó nã thì gần như là chắc chắn dính, ít rất là ít, rất là ít ít khi mà nó đánh trong một cụm 6 tướng mà nó mít cả 6, không bao giờ luôn đấy. Tôi thề các bạn chưa gặp trường hợp đấy luôn đấy. Đấy, nếu mà có trường hợp xảy ra chắc là cậu cũng phải đen lắm. Còn gần như con Tào Tháo là nó đóng băng là dính chắc luôn, kể cả là không có nội tạng, kể cả là chưa kích hoạt nội tạng của 4 sao, nó vẫn chắc chắn đóng 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 băng được mục tiêu của đối phương. Đấy, nên là rất là khủng khiếp. Đấy, nên là nếu mà anh em chơi game anh em sẽ biết. Đấy, con tướng thì thật sự là nó không quá mạnh về những cái lối như kiểu là những cái kiểu như là sát thương ấy, nhưng mà nó mạnh về cái kiểu như vậy, nó mạnh về 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 khống chế. Tất nhiên là nếu như nó không khống chế xong rồi tân sau nó nộ luôn, à nó đánh thường luôn ấy, thì nó tự động phá giải hiệu ứng khống chế của nó luôn. Nhưng mà thật sự chỉ cần khống chế một tân như vậy thôi là cũng đã rất là nguy hiểm rồi. Còn với trường hợp kia thì nó cũng không có gì là khó cả. Ví dụ trường hợp đấy Tào Tháo bị khống chế chẳng hạn, đấy thì nó sẽ không gây ra được sát thương, thì nó sẽ không công thường được, nên là nó sẽ không phá giải được đấy, hoặc là nó sau khi đóng băng xong thì nó chết đấy, kiểu kiểu vậy. Rất là nhiều nhiều trường hợp xảy ra đối với trường hợp của con Tào Tháo, nhưng mà cứ đóng băng 2 hiệp là nó kinh khủng rồi, thì lại đóng băng 2 hiệp nó rất là cao. À, vào đánh bot đi, à vào đánh ải đi cho nó dễ, bởi vì ải tầm này nó khó ấy. Ải này chưa qua được chắc là nó sẽ cân ấy. Mình thì để tốc độ đánh rất là chậm mà cho anh em nhìn được kỹ năng của tướng. Đấy, mạnh dính ngay, nhưng mà địch mạnh hình như là thằng thằng trường hợp nó né được quả đấy, sao vãi đái thật. Mình thấy nó giật đóng băng lên đầu 2 phát rồi vẫn né được sao, kinh khủng. À ở nhà còn tả từ mình chưa review này. Tự phá giải, nhưng mà phá giải xong thì sát thương bọn kia chịu sẽ phải nhiều hơn. Đánh mục tiêu gì dưới đấy vậy? Không biết nó đánh cái gì dưới đấy nữa. Nói chung là Tào Tháo thì Tim Ngụy có con tướng này là con thuộc dạng là tướng tướng chất chất lượng rồi. Đấy, nhiều tướng của nước khác cũng cũng kiểu đam mê nó lắm ấy. Và mình thấy nó là một tướng có cái bộ kỹ năng hay, kỹ năng hay trong team, đặc biệt là với dàn tướng kim, nó là con tướng có kỹ năng rất là đặc biệt, rất là hay luôn, mạnh, thích dã man. Ui xồi, đỉnh mẹ, cày lắm. Ê. Ôi xồi ôi, nó vẩy combo cái nhẹ, mạnh dính nhẹ, 4 con, đánh đấm gì nữa. Anh em thấy đấy, mà khủng khiếp. Con này thì nó mới là 6 sao thôi, 6 sao thì cái 6 sao thì cái tỷ lệ đóng băng của nó thì nó cũng chỉ như là tướng 4 sao thôi mà. À đúng rồi, 6 sao thì nó vẫn chỉ là tỷ lệ đóng băng của 4, giống tỷ lệ của 4 sao thôi. Đấy, lên 7 sao thì nó thêm được một chút, chứ còn 6 sao thì nó vẫn vậy, nó vẫn là kỹ năng của 4 sao, vẫn là tỷ lệ đóng băng của 4 sao mà, nhưng mà nó chất vãi đái. Nó hơn được cái không sao là tỷ lệ của nó là 40%, không sao là chỉ 35, nó chênh nhau mỗi 5% thôi các bạn, mà tỷ lệ nó kinh kinh lắm, đánh ám ảnh cực kỳ luôn đấy,
Rất hay đâu. Ok, thôi tao con Tào Tào Tháo chết rồi thôi. Tôi sẽ review Tào Tháo và tôi sẽ review với con kia rồi thôi, tôi không muốn kéo dài trận đấu là cho mất thời gian của mọi người, mình muốn để tốc độ chậm nữa. Đấy. Một con tướng chắc chắn là sau này sẽ rất là nhiều anh em chuộng, đặc biệt là với anh em fan của Ngụy Quốc. Đấy, chắc chắn là sẽ rất nhiều nhắm đến con tướng này sau con Điển Vi. Thật sự là cá nhân mình cũng không phải là người đánh giá con Điển Vi cao lắm. Đấy, mình thấy nó khá là tù. Con Điển Vi mình thấy nó khá là tù, nó cứ kiểu gì ấy. Đấy, mình không thích. Và Tào Tháo là con tướng mình rất là ưng, nếu như căn bản là bên bản Việt Nam mình cũng chơi team Ngụy ấy, nên chắc chắn mình sẽ cố gắng sở hữu nó sớm. Và chắc là sau sau lần 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 quay tướng con Điển Vi sau mình sẽ tích thẻ để nhắm đến Tào Tháo thôi. Đấy. Ok, chung là video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc đấy thôi. Anh em thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhé. Anh em muốn mình review thêm vị tướng nào thì các bạn chặn comment video, comment ở bên dưới video nhé. Mình sẽ thu xếp thời gian và làm cho mọi người. Ok, bye bye mọi người nhá.